Shop phụ tùng Trần Đạt xin chào tất cả quý anh em nha. Thì hôm nay Đạt xin được giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm mà nó đã trở thành thương hiệu cũng như là huyền thoại bên Đạt rồi. Đó là bộ cam Dream Thái. À, thì cái này thực ra là anh em có thể gắn cho Dream Thái hay Quay Thái cũng đều được. À, nó là cam đời đầu và chân vàng. Ngoài ra chân vàng thì kể cả cái bộ chân ngoài cái cam nó cũng vàng luôn nha em nha. Đó, thì nói chung là bộ này á thì giá cũ ngày xưa của nó ấy, khi đấy thì mình chưa có thương thảo được với bên kia, thì nói chung nó vẫn là một trong những bộ cam rất là tốt, giá rất là ok, chất lượng cực kỳ cao nhưng mà giá thành rất là tốt. Thì mình nghĩ là nó đã xứng đáng ngày xưa mức giá 380 rồi, nhưng mà bây giờ thì mức giá nó lại càng tốt hơn nữa, tại vì dựa theo hình ảnh, chất lượng và khi mà thực sự anh em cầm trên tay bộ cam rất là đẹp, mà bây giờ mức giá của nó chỉ còn 220.000 một bộ thôi. Thì mình nghĩ với giá 220 thì anh em chúng ta không thể nào mà anh em bỏ qua cái sản phẩm này được luôn. Cam thì anh em cũng biết là khi mà anh em sử dụng nhiều, với cam nó dính nước nôi này kia nó ở phía dưới mà anh em, nó sẽ là tiếp xúc gần như là với lại đất cát này kia ở dưới mặt đường. Thì do đó là sau một thời gian sử dụng nó sẽ bị tình trạng là sét, bị đen, thậm chí là nhiều xe mà chở nặng anh em nó còn bị gãy cam luôn. Gãy cam hoặc là mục chân cam luôn. Thì nó sẽ làm cho anh em bị ảnh hưởng khá là nhiều trong vấn đề mà anh em chúng ta sử dụng. Hoặc là nhiều xe nó bị cong anh em ha, cong cam do là chúng ta sập nhiều cái ổ gà nặng quá nó cong cái cam luôn. Mà anh em biết rồi, cái cam mà nó cong thì đâu có làm cắt nào cho nó thẳng lại được, đập cắt nào cắt nó vẫn sẽ cong rồi, không thẳng lại được nha. Thì hôm nay là giới thiệu cho anh em một cái bộ cam mà ở trên thị trường cũng khá là hiếm, mà cái loại cam này là chân vàng nha anh em nha. Cam chân vàng, ngoài chân thì anh em cũng thể nhìn này, cái không những là chân đâu mà cam nó cũng vàng luôn. Thì cái bộ cam này á là cam Thái nha anh em nha. Ngày xưa thì gần như anh em không thể kiếm được cái loại này. Bây giờ thì ở Việt Nam thì Đạt cũng phân phối khá là nhiều loại này cho các anh em thầy thợ rồi. Cho nên là anh em cứ yên tâm, loại này sử dụng rất ok. Khách thì đa số khoảng 95% đều ưng ý. Còn 10% còn lại thì do là nó mới, cho nên là họ cảm thấy vào cái niềng của họ nó không được đẹp mấy, thì họ lại phải đi mua thêm một cái niềng mới họ bỏ vào. Còn đa số còn lại là đều rất ưng ý. Tại vì cái bộ cam này anh em chúng ta sử dụng một thời gian á là cái màu nó xuống đều với cái xe nó rất là đẹp. Nó không có bị trắng như những loại cam Việt nha. À em ơi, em lại kia em lấy cho anh một bộ cam Việt ngay chỗ chân võng ấy, ở phía trong. Đấy, trong. Ừ đúng rồi, đấy, bộ đây cũng được. Không, không, bộ cam Việt bọc độc á, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Chính xác. Đây. Đây là một bộ cam của Việt nha anh em nha. Đây là cam Việt này, đây sẽ là made in Việt Nam này. Thậm chí cam Việt nó đóng gõ nhìn còn xịn sò hơn là cam Thái này luôn. Nhưng mà anh em chúng ta xem nha. Đây là cam Việt Nam này. Cam Việt á thì trong một bịch nó sẽ có một cái cam luôn. Anh em thấy không? Bịch nó là một cái cam luôn, nhưng mà khi mình gỡ ra cho anh em nhìn là anh em sẽ thấy sự khác biệt ngay. Đây. Là cam Việt Nam nha. Cam Việt này. Đây, cam Việt nha anh em nhá. Đấy, nan hoa và cái này là hàng xịn đấy nha. Rồi. Ở đây là một bộ cam Thái này. Mình sẽ lấy cho anh em coi luôn để anh em chúng ta tham khảo ha. Anh em thấy được là cái chất lượng nó khác nhau như thế nào. Đây, giờ mình sẽ cắt ra cho anh em. Em ơi, có lưu anh mượn con dao em ơi. Đây, anh em đợi chút xíu mình sẽ cắt được cái bộ cam Thái này ra và so sánh chất lượng cho anh em coi nha. Để anh em thấy được là nếu như mà anh em bỏ 220, bộ cam Việt này nó tới 350 một bộ nha. Còn bộ cam Thái này nó có 220 một bộ thôi. Giá cũ của nó là 380 nha anh em. Thì anh em sẽ coi xem là bộ cam Việt và bộ cam Thái nó khác nhau nhiều như thế nào. Đây, ở đây là bộ chân này, mình sẽ lấy bộ chân cho anh em coi luôn. Rất đẹp anh em, thực sự cực kỳ là thuyết phục luôn. Để anh em chúng ta bỏ số tiền ra anh em mua một bộ cam Thái anh em sử dụng nha. Đây. Đây nha, đây là bộ cam Thái này. Rồi, mình sẽ gắn một cái cam Thái một cái cam Việt cho anh em coi. Mình không có chê đồ Việt nha anh em, mình không chê đồ Việt, mình cũng không có nâng đồ Thái gì hết, nhưng mà mình chỉ có gọi là mình chia sẻ cho anh em để anh em thấy được cái sự khác biệt thôi. Đây. Đây, trên tay mình đây đang là cây bên này là cây cam Việt này. Nó gần như là nó trắng 100%, nó trắng bóc luôn. Còn cây cam Thái em thấy từ cây cam cho tới chân của nó đều rất vàng luôn. Đây anh em thấy không? Này. Và cái cam của nó sẽ nhỏ hơn cam Việt nha. Nó đúng theo xe nó nhỏ hơn này. Cam Việt nó rất là bự nha. Đó. Đấy. Và cái đầu của nó anh em nhìn này. Đây cái đầu cam, đây là phần đầu cam đây. Đây, đây cái đầu cam nha anh em nha. Đây là cái phần đầu cam. Anh em sẽ thấy cam Việt nó sẽ có bị một cái lõm vô rất là sâu. Còn cam Thái nó không có lõm vô nha. Anh em thấy không? Cam Thái nó rất là mịn cái đầu. Còn cam Việt nó bị lõm hõm vô một sâu một khúc ở trong luôn. Đấy, anh em thấy không?
Đó, cái sự khác biệt rất là nhiều nha. Đây, đầu cam cũng khác hoàn toàn, cam Việt và cam Thái khác nhau hoàn toàn ở phần đầu luôn. Đấy, anh em thấy chưa? Cho nên là nhiều anh em hỏi mình là ủa, cam Việt và cam Thái nên sử dụng loại nào? Thì đây, đây là cho anh em coi. Anh em thấy rồi, như vậy là anh em đã đủ thấy sự khác biệt rồi. Cam Thái nó trắng bóc à, ở cái cam Việt nó trắng bóc à. Cam Thái nó vàng vàng nè, cái Việt nó trắng lắm. Đây, anh em thấy chưa? Cho nên là anh em cứ yên tâm, chúng ta mua cam Thái là anh em yên tâm. Và đặc biệt cái cam Thái này á, là cái cam trước của nó sẽ rất là nhỏ nha. Cam Việt của cam Việt á, thì cái bộ cam trước nó rất là to, nhưng mà cam Thái thì cam trước của nó rất là nhỏ. Đây, mình sẽ lấy một bộ cam trước cho anh em coi. Cam trước nó nhỏ xíu xíu à, nó nhỏ là nó mới đúng nha anh em nha, nó mới đúng của Thái. Còn cam Việt anh em là bán trước nó, cam trước nó to lắm, cho nên anh em gắn cho xe nó không có đúng. À, cam trước nó phải nhỏ nó mới đẹp anh em. Đây, nó phải nhỏ nó mới đúng, nó mới đẹp. Chứ còn mà cam trước mà nó lớn là nó là cam Việt rồi, chứ nó không phải cam Thái đâu. Đây, mình sẽ lấy một cam trước cho anh em coi luôn. Đây, khui cho anh em thấy nha. Cái này là tất cả là mình quay trực tiếp từ bên shop cho anh em, chứ không phải là sử dụng mẫu hay là video clip của các đơn vị khác nha. Đây, đây mình ngoặt luôn cái cam trước cho anh em coi. Và đây mình so sánh này cho anh em coi này. Đây là cái cam trước này, chân nó rất là nhỏ, thấy không, chân nó nhỏ. Và cái thân cam của nó cũng bé xíu xíu luôn. Đó mới đúng nha anh em nha, nó mới đúng là cam Thái nha. Còn cam Việt thì gần như là bánh trước bánh sau nó bằng nhau, to bằng nhau luôn. Còn cam Thái là cái bánh trước nó rất là, cam bánh trước nó rất là bé này, cái đầu của nó cũng bé xíu luôn này. Nên thấy chưa, bé rất là nhiều luôn. Cho nên là anh em cứ yên tâm về chất lượng, là anh em không phải nghĩ đâu, các bộ cam này rất là tốt và chất của nó thì không phải bàn nha. Đây, chân cam này anh em nhìn này, sẽ đổ cho anh em coi. Đây, đó anh em thấy chưa, rất là đẹp nha. Đây, thì anh em cứ yên tâm nha. Rồi, hôm qua mình cũng, hôm bữa mình cũng có lên nha anh em mấy cái clip về cam rồi, nhưng mà mình cũng chưa nói kỹ về cái sự khác biệt giữa cam Thái và cam Việt. Thì trong clip này mình đã nói kỹ cho anh em. Thì đấy, anh em nào cảm thấy ưng ý, anh em có cần thì anh em mua nha. Giá rất là tốt, chỉ có 220.000 một bộ thôi. Đây là cam này. Cam này anh em sẽ nhìn thấy nó có cái màu vàng mỡ gà rất đẹp này. Đây, đây anh em thấy cái màu vàng mỡ gà của nó rất là đẹp nha anh em nha. Đó, chỉ có Thái nó mới làm được cái màu này thôi, chứ còn Việt Nam mình thì không biết tại sao Honda Việt Nam họ làm đồ rất là trắng nha, nó cũng được đẹp mấy. Lên xe rim Thái nó rất là chói nha, tại vì rim Thái là anh em biết cái màu của nó lên xe nó phải vàng như vậy mới đúng nha. Thì anh em nào cần thì liên hệ với mình, giá là 220.000 một bộ ha. Anh em nào cần thì liên hệ với shop sớm để có nhận được hàng sớm nhất nha. Còn anh em nào lấy sỉ thì từ 10 bộ trở lên nha. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều, hẹn anh em vào những video tiếp theo nha.